Ahoy, dobrý den. Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với học tiếng Séc cùng Tamda. Video đầu tiên chúng ta đã cùng nhau học về abecda. Mình tin chắc chắn là có rất nhiều người đã thành thạo bảng chữ cái này rồi. Vậy liệu bảng chữ cái đã đủ để chúng ta phát âm hay chưa? Câu trả lời sẽ có trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Chi, dva, yết na, tech. Trong tiếng Việt thì chúng ta có các dấu hỏi, nặng, sắc, ngã và huyền. Thì trong tiếng Séc chúng ta lại có dấu phẩy, čárka, dấu tròn, krojek, thường xuất hiện ở trên chữ U, và dấu móc, háček. Dấu phẩy, čárka, cũng gần giống như trong tiếng Việt, trong tiếng Séc có những nguyên âm ngắn A, E, I, Ypsilon, O và U. Những nguyên âm ngắn đó khi thêm dấu phẩy ở bên trên sẽ được gọi là nguyên âm dài. Vậy chúng sẽ được phát âm như thế nào? Mọi người lưu ý là nó không giống như trong tiếng Việt. Chúng ta đọc có dấu sắc ở bên trên là á hay là ú, mà chúng ta phát âm bằng cách kéo dài các nguyên âm ít nhất là gấp đôi các nguyên âm ngắn và giọng điệu hơi đi xuống một chút. A, mama, maslo, ma, sư, lộ, maslo. E, mleko, mư, le, cổ, mle, cổ. Le, tổ. I, rohlik, rohlik, rohlik. Vino. I, sir. Phát âm của i ngắn có dấu sắc và i dài có dấu sắc là giống nhau. O, ton, balon. U, uko, u, stool. U có dấu sắc và u có hình tròn ở bên trên, phát âm là giống nhau, chỉ khác nhau là u có dấu sắc được viết ở đầu từ và u có hình tròn ở bên trên được sử dụng ở giữa hay là cuối từ. Dấu háček xuất hiện ở nguyên âm e và chỉ xuất hiện sau những phụ âm này: b, d, m, n, p, t, v. B, p, v đi với e có dấu háček, thì chữ E của dấu há trệch chúng ta đọc là IE. Các bạn lưu ý là phần phiên âm mình viết bên cạnh các từ chỉ là gần giống với tiếng Việt thôi, chứ không phải là 100% đọc như vậy. Bia, obiet, bia, biet, pishki, pishki, pishki. Vie, deviet, vieta. Đ, từ, n khi đi về e của số há trệch sẽ làm mềm phụ âm trước nó. Ye, yeah, là kết hợp của dự và e. Ăn dầu. Ye quỳ. Ye. Ye lộ. Ye shki. Nye. Nye metsko. Nye kdo. Mnye. Mnye sto. Zem nye. Nhân tiện đang trong phần phát âm và cũng để tiếp theo một phần nhỏ trước khi kết thúc video, mình muốn giới thiệu cho các bạn cách đọc nguyên âm đôi. Nguyên âm đôi là hai nguyên âm đi với nhau trong cùng một âm tiết, hay còn gọi là diphthongi. Au, auto, autobus, restaurace, au, dobrou noc, dobrou chuť, čtou, píšou. Eu, euro, pneumatika. Sau đây chúng ta sẽ đến với bài tập ngắn để ôn lại một chút và cũng như để học lại từ mới, chỉ 5 từ duy nhất thôi. Mọi người nhớ hãy bình luận bên dưới video những từ mà mình nhớ được nhé. Và đừng quên viết cả nghĩa của từ đấy, tại vì mỗi lần viết sẽ là một lần nhớ. Leto, leto là mùa hè. Ruže, ruže, hoa hồng. Pěšky, pěšky, đi bộ. Město, město, thành phố. Úkol, úkol, bài tập. Vậy là đã hết video thứ 2 rồi. Video sau sẽ đón chờ điều gì? Phần phát âm đã hết chưa? Hay sẽ là chủ đề khác?
có những ý kiến hay đóng góp gì, các bạn đừng ngần ngại bình luận ở bên dưới video nhé. Mọi người hãy nhớ subscribe bằng cách bấm nút theo dõi YouTube để xem nhiều video học tiếng Séc cùng Tamda. Mời các bạn đón xem video học tiếng Séc cùng Tamda được chiếu sau bản tin lúc 19 giờ hàng tuần vào tối thứ bảy và sẽ được phát sóng lại vào ngày hôm sau. Hãy subscribe cho kênh Navigano.